Cơ trước khi làm, nói chung mà mình không phải hướng dẫn, mình sẽ làm custom lại cái con figure này cho các bạn coi. Thì trước khi các bạn á muốn custom con này á, thì các bạn dùng một cái bút màu đen hoặc là màu xanh, kiểu màu xanh đục á, màu xanh kiểu đen đen á, rồi một cái bút màu đỏ kiểu cái bút bi thì cũng được. Đó là cách mình làm tại vì không có đi mua sơn. Tại vì không có đi mua sơn. Đèo tiền. Đó thì dùng mấy cái bút màu đỏ kiểu như vậy. Bút á đầu càng nhỏ thì càng ok, tại vì bút nhỏ kiểu mình vẽ mấy cái đường kìa, kiểu như mấy cái đường rãnh chi tiết này nè đó, mấy cái đường máu mà chạy xuống á, thì lúc đó mình cần mấy cái đường nhỏ xíu á để mình gạch gạch xuống. Mình thật sự á là mình vẽ rất là xấu. Nếu như các bạn có follow Facebook mình á thì các bạn có biết là mình lâu lâu mình cũng có hay đăng mấy cái vẽ lên á, nhìn nó chằng quạch lắm, nhìn nó không ra một thể loại nào hết trơn á. Mình quên nữa, mình có làm một cái base ở góc trái màn hình có dấu chấm than này nè, các bạn vô trong coi nha. Mình có làm một cái base resin của con Broly nè đó, khúc cuối mình sẽ show cho các bạn. Nhưng mà cách làm á thì mình sẽ để vô trên nấc thang này nè đó, các bạn vô trong coi đó. Nhưng mà các bạn nào mà biết mà để mình làm được mấy cái dưới đây á, kiểu như bị chạy xước á, các bạn nhớ comment dưới nha đó. Ok, trước khi các bạn tô á, các bạn á nếu mà không biết vẽ, nói chung là mình cũng vẽ không đẹp đâu. Nói chung các bạn lên lấy một tờ giấy, mình sẽ vẽ nháp nó ra kiểu giống như là mình muốn làm một cái đường sẹo nha. Đó mình lấy cái cây bút đen trước, là kiểu như là làm mấy cái điểm mà giống như là bị gắt ra một đường á đó. Thì lúc đó thì mình sẽ kiểu như mình gắt đâu ta, mình gắt đây ha. Từ cố này nó có mấy cái sợ đó, như các bạn vào thì các bạn hãy mua sơn, không ý nó mình không vào đâu, kiểu như các bạn muốn đầu tư đó. Hello xin chào các bạn, mình tên là Phai KK. Cái mà hôm nay mình quay là mình vẽ một con figure. Nhưng mà các bạn có biết á, khi mà làm YouTube hoặc là quay phim gì đó, thường trường hợp á gặp nhiều nhất á là quên bấm máy quay. Mình vẽ cái con Broly này nè, vẽ xong bà nó luôn rồi, nhìn trên camera lại chưa nút quay được mà không thất thiệt chứ. Vẽ cho các bạn coi cho đã xong cái máy chưa chưa làm gì chưa, coi như kiểu bỏ nguyên công sức ra vẽ cho các bạn coi. Đúng không? Rồi có mấy lần á mình quay kiểu như reaction á, quên bấm máy quay rồi xong xóa luôn chứ làm gì nữa, đúng không? Thôi giờ mình vẽ ở đây cho các bạn, mình sẽ mở Pi Pro để cho các bạn coi. Chúng ta sẽ bắt đầu vẽ nhé, mà mình sẽ bấm cho nó tốc độ cho nó nhanh cho các bạn coi nó đỡ nhàm. Ok, let's go. Ok, trước khi các bạn tô á, các bạn á nếu mà không biết vẽ, nói chung là mình cũng vẽ không đẹp đâu. Nói chung các bạn lên lấy một tờ giấy, mình sẽ vẽ nháp nó ra kiểu giống như là mình muốn làm một cái đường sẹo nha. Đó mình lấy cái cây bút đen trước, là kiểu như là làm mấy cái điểm mà giống như là bị gắt ra một đường á đó. Thì lúc đó thì mình sẽ kiểu như mình gắt đầu ra, mình gắt đây ha.
Từ từ, khúc này nó có mấy cái sợ. Đó. Nghĩa như các bạn giàu thì các bạn hiểu một sơ. Không, ý nói mình không giàu đâu, kiểu như các bạn muốn đầu tư á. Stopping us, fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up and above, wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Mình quên nói với các bạn nha, nếu như các bạn mà kiểu như muốn figure mình muốn đẹp hơn á, các bạn đừng có vẽ chỗ nào nó cũng đậm y chang, cái màu nó y chang nhau, kiểu như chỗ này nè, mình quên vẽ nữa nè, chỗ này nó rất là đậm, chỗ này cũng đậm theo, chỗ này cũng đậm theo, tại vì khi mà đánh nhau á, các bạn á sẽ bị chỗ này sẽ đấm mạnh hơn, chỗ kia sẽ đánh nhạt hơn, thì á các bạn chừa ra chỗ đậm hơn, chỗ cần đậm thì đậm, chỗ cần nhạt thì nhạt. Mình cũng ngu dễ nên mình cũng không rõ lắm, nên nãy mình quên nói cho các bạn biết đó. Thì mình chỉ vẽ cái thân người nó hơi bị máu me kiểu như vậy, rồi mấy cái vết sẹo á mình sẽ vẽ đậm hơn, rồi mấy cái chỗ mà kiểu giống như là mấy cái chỗ này giống như là bị con phi xe nhất nhất dương chỉ vô á, kiểu chỉ vô bị đâm này nè, mấy con phi xe á đó, kiểu bị đâm giống vậy nè, giỡn hơi cái này cũng như là bị đánh xong rồi bị bầm á. Đó thì mấy chỗ này mình chỉ có vẽ cái đường máu nhỏ kiểu như chảy máu á đó. Mình vẽ nó có nhiều người trong group á phía cỡ người ta nói mình á là vẽ sai vậy, tại vì Broly á không bao giờ bị chảy máu, tại vì Broly là thần thánh mà 1000 năm mới có một lần đó. Mình sẽ vẽ chỗ này nhìn nó đậm tí, nhìn cho nó máu mày nhìn nó dân hồn tí đó. Thấy không? Nhìn nó đậm chất giang hồ liền. Đó. Các bạn vẽ ngay đường thẳng đúng không? Không rồi các bạn á, lấy cái bút này nè. Kiểu như là giống như không phải là đường vẽ, kiểu như mình bạn các bạn vẽ nó nguyên đường thẳng kiểu như bạn vẽ ra từ từ. Nè, để mình để làm khúc mày cho. Đó, khúc mày sao nè. Đi chích cha, lấy em bà nó rồi. Kệ đi, mình thấy cũng ok mà. Ok, giờ giống như giờ mình vẽ cái đường ở đây đi ha. Từ từ. Chờ xíu nha các bạn. Cái bút nó cũ quá. Có nhiều vẽ người ta sẽ vẽ giống vậy nè. Nè, thẳng. Nhưng mà mình thấy vẽ vậy nó rất là mất thời gian. Kiểu người ta đẳng cấp là khác, mình chỉ vẽ kiểu như thường thường vậy thôi đúng không? Các bạn vẽ ra nó hơi tròn tròn tí. Xong rồi các bạn làm cho nó lem tí nè, kiểu như là lấy nó ra không? Đó, in ra. Đó. Nhìn nó giống thân tích thiệt đúng không? Đó, xong rồi á, có một đường má chạy xuống tí. Đó. Đó là cảm nghĩ của mình thôi. Các bạn đừng có sợ là kiểu như hư phía cờ mà các bạn cứ vẽ đi. Mình là một người vẽ rất là xấu mà mình còn dám vẽ. Nói chỉ là các bạn mình nghĩ các bạn sẽ vẽ nhìn nó kiểu nhìn nó sẽ đẹp hơn rất nhiều đó. Cái bút này á mình sẽ vẽ như là nó bị cái đường thâm máu lệch quan tí á. Đó. Đó.
Nhìn đủ chất bị bầm chưa? Chết bà rồi. Đó. Nhìn thương tích ra không? Mình thấy mình vẽ không có đẹp như hồi bữa nha. Hồi bữa mình vẽ cực kỳ, không phải cực kỳ đẹp, kiểu nhìn nó đẹp hơn bây giờ rất là nhiều. Đó. Dấu thẹo rồi này nọ, hai bên này là hai bên thẹo. Mình thật là buồn ghê á, hồi bữa mình quay với các bạn coi là ok, hôm nay mình vẽ không có đẹp như hồi bữa. Hôm nay mình, cái này ấy mình vẽ nhìn nó ok nha. Cái đằng sau này mình vẽ nó không có được gọi là very good. Đó. Nhìn nó không có được đẹp lắm, nhìn nó không được sắc sảo, nhưng mà kệ đi. Yeah. Nói chung mà đồ mình làm lúc nào mình cũng sẽ vui hơn đồ khác làm. Yeah. Nó có một cái trải nghiệm rất là vui, các bạn nên thử đi. Làm nó rất là vui. Nè, cái đường máu. Có cái bút này á, vẽ nó ok hơn cái bút mà kiểu như cái bút mà càng nhiều nước ra á. Mấy bạn đầu tư cái bút xịn xịn tí đi. Bút càng chảy nước nhiều á, nhìn nó màu rất là đậm, sắc. Đó. Nhớ nha các bạn, chỗ đậm chỗ nhạt chứ các bạn đừng có vẽ cái bút này á, nó quá đậm, các bạn vẽ nó vừa thôi. Như cái chỗ này nè, đó, nó đậm quá, cái nhìn nó như cất trâu vậy đó, thấy không, nhìn nó như cất trâu vậy đó. Nó mình vẽ cái máu bị đập trên đầu xuống, bị thằng Gogeta đập từ trên xuống đập xuống nè. Xong rồi cái này đường bị gắt, cái này là nhìn nó cũng hơi giống cất bò nhất dương chỉ đó. Mấy cái chỗ mà kiểu nhìn nó động kiểu giống vậy này thì mình nghĩ mình sẽ vẽ một cái gì đó nó kiểu như chạy 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 một tí á, không biết chắc hả các bạn có thấy không nữa, kiểu nhìn nó hơi chạy chạy á đó. Thì các bạn sẽ thấy được cái đường máu chạy tụt lập xuống. Mình cũng có vẽ cái tay mà kiểu đấm người ta á, xong rồi bị người ta đấm sắp lờ nè đó, các bạn thấy không, thấy không các bạn ạ? À? Mình nghĩ video này chắc cũng hơi dài, các bạn thông cảm nha. Hồi bữa mình hay quên mở cái camera lên quay hoài luôn á, nên video nó hơi bị không được quá là tuyệt vời. Con Broly này mình hết mà sau lưng lắm, tại vì ngoài sau lưng nó làm nó không có được đẹp như đằng trước nhìn nó màu này nọ khối á, lên nó nhìn đẹp lắm. Ok, mình sẽ vô Biro nha. Trời tạo ra đi chứng. Phật cái đầu anh là đi nhấn. Chú. Mr. E.S. That's the point.
Mình biết video này nó không phải là quá là xuất sắc tại vì á, mình sorry các bạn có hơi nhiều tại vì mình không búm cái máy quay. Sorry các bạn có hơi nhiều tại vì mình khi mà mình vẽ xong đằng trước á, mình mới coi lại camera. Lúc đó mình chưa quay gì cả, nhưng mà mình muốn cho các bạn coi là mình muốn chia sẻ là mình muốn mình đã vẽ như thế nào. Đây là lần đầu tiên mình cũng vẽ là figure. Đó, nếu như các bạn ủng hộ á thì các bạn xuống comment là mình vẽ con nào tiếp theo, giống như con Vegeta Raristan, cái con hồi mình mới đập hộp hồi bữa, hoặc là một con nào đó trong bộ sưu tập của mình. Đó, các bạn muốn mình vẽ tiếp theo tập mới mà muốn mình vẽ thì các bạn hãy comment dưới. Các bạn nhớ lưu ý á, các bạn vẽ hai cây viết, một là một cây màu đen hoặc cây màu xanh đậm á, để cho nó có một cái điểm nhấn kiểu như là sau tay nhìn em giống như bị bầm kiểu như vậy á. Nếu như các bạn sơn màu đỏ không nhìn nó hơi bị phát, kiểu như nó có một cái độ bóng nhất định. Mình cũng cảm ơn Trần Kiệt nha, tại vì đó là thầy của mình đó, người chỉ ra mình vẽ cái này đó. Mình sẽ để dưới Facebook ở dưới. Figure này thì mình làm thấy cũng khá là ổn định đấy. Lần đầu vẽ, các bạn biết á, mình vẽ tới 4 tiếng đồng hồ. Nani? Kiểu các bạn ấy, tại các bạn chưa thấy mình vẽ ngoài đời thật đâu, mình vẽ ngoài đời thật kiểu thầy cô toàn chấm điểm 0 điểm 1 không á. Vì vẽ, mình nói thiệt. Vẽ này mình kiểu vẽ từng chút, từng tí. Vẽ chậm lắm các bạn chứ không vẽ nhanh như hồi nãy đâu. Hồi nãy là vẽ nhanh rồi đó. Tại vì nãy là biết vẽ. Các bạn vẽ kiểu như là cái chỗ nào mà kiểu các bạn muốn làm cái điểm nhấn á, kiểu như cái chỗ này nè. Đâu, từ nè. Nè. Đó, cái điểm nhấn ngay vết sẹo này nè, đó. Thì các bạn á, đô màu đen á cho đậm vô một tí, tại vì cái điểm nhấn mà phạt cái đầu anh là điểm nhấn đó, các bạn cho nó vừa đậm màu đen tí, đậm đỏ. Cái chủ yếu á là các bạn phải dùng màu đỏ nhiều nhất, màu đỏ càng đẹp thì figure các bạn sẽ càng tuyệt vời. Mình thì định sơn cái mái tóc của ông Broly lên lại tại vì nhìn nó hơi phát. Mình không thích mái tóc mày lắm, mái tóc kiểu nhìn nó trong trong, nó phải nhìn nó như là kho, nó bị đục quá, nó không thích. Đây, mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện này. Phim ngoài chuyện mình quý các bạn lắm, mình mới kể cho các bạn nghe, tại vì con Broly á, tại sao lại bị đánh, sắc mặt như vậy. Đây là một bộ phim mới tiếp theo của John Bond, đó. Bây giờ, hồi xưa giờ là Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Đây sẽ là Dragon Ball... Dragon Ball... Master Super. Đó, nói chung là vậy đi. What the hell? Nói chung tựa đời các bạn không còn quan trọng. Các bạn quan trọng á là các bạn biết về cái cốt truyện. Đó, cốt truyện tập tiếp theo á là Broly sẽ đánh đi Black. Black á, nó chưa chết đâu các bạn. Thật sự nó chưa chết. Nó sẽ ra một cái hành tinh khác kiểu giống vậy. Nó sẽ quay về hành tinh số 7. Đó, vũ trụ số 7. Sẽ về, sẽ đập thằng Broly này. Và, à không, nó sẽ về xâm chiếm những hành tinh khác. Nó sẽ, giống như Freeza rồi đó. Nó chiếm từng thằng. Không rồi, nó về, xong rồi nó... Xong rồi Goku á, với Vegeta biết được, Whis cũng biết được. Whis thì không thể nào can thiệp về mấy cái chuyện này được. Nên á, nhờ Broly, Goku và Vegeta hùng sức mạnh với nhau để đánh thằng Black Goku. Đó, nghe hấp dẫn không? Đó, câu chuyện là như thế. Đó, các bạn cần hiểu câu chuyện rồi đó. Xong rồi, hai thằng đánh qua đánh lại. Mà hai thằng đánh ngộn nha. Đánh đồ xì. Thằng nào thua, lấy búa gõ đầu bóp. Đó, là lý do có đường máu trên đây nè, đó. Đường máu trên đây nè, các bạn thấy không? Đó, cái đường máu trên mặt á. Đó. Xong rồi á, mỗi thằng á sẽ có một cái vũ khí khác nhau, là kiểu kéo, búa, bao. Nếu như thằng này thắng kéo không?
Thì lấy cái kiếm con Chuân nè, mà cái này là kiếm kiếm của trong Thor Ragnarok đó. Nó sẽ chém quyền một đường một đường. Mà các bạn mình không hiểu, mình hiểu tại sao Broly chơi lại cù bắp như vậy rồi. Tại vì á, Black á, nó cũng có người chơi chung với nó này nọ, Zamasu á, rồi thằng Goku Vegeta ít nhất á, nó có mà ở dưới trái đất nó cũng biết được kiểu quánh tàu xì. Mà Broly này nó mới vừa ra ngoài vũ trụ cái hành tinh gì quên bà nó rồi, cậy nó đi đó, cái vô trọng nó quýnh quýnh tù xì cái gì cái này lúc nào nó cũng ra bao á, ra bao xong hai thằng ra cứ kéo cái kéo các bạn thấy bị chạy quá trời hả. Rồi mấy cái đường mà giống vậy nè, mấy cái đường mà chấm 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 á là do thằng Pizza đó, nhất dương chỉ đó vậy nè đó, các bạn hiểu không đó. Cái này á là này là tức quá đấm như tường chứ đấm hai kia thằng lá thằng Goku Vegeta hợp lại thằng Goku ta quýnh thế sắp mặt luôn á đó. Nhưng mà nếu đây là fan Black lộn fan John Bon thì cho mình xin lỗi nha, tại vì đây là câu chuyện vui thôi, vui thôi, vui thôi, vui 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 quá trời đúng không đó. Mong các bạn nhớ like subscribe cho video này nha, làm cực lắm á chứ không làm được đâu, quay cũng mất cỡ 2-3 tiếng thì đích cũng cỡ ngày đó. Nhớ like subscribe nha, like subscribe á, có một chuyện nhắc hoài à, coi xong điên bắt tôi yêu rồi, nhớ like subscribe á, like and subscribe đây. Subscribe đây.